Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Sony Supercar Vlog. Hôm nay thì Sony sẽ cùng các bạn đi khám phá Mitsubishi Triton All-New 2024 vừa ra mắt tại trường Thái Lan. Và đây chính là một chiếc xe sẽ về Việt Nam trong năm 2024. Một mẫu xe mình đánh giá có thể cạnh tranh song phẳng được với Ford Ranger, bởi vì thiết kế của thế hệ mới này nó đã quá đẹp rồi anh em ạ. Đầu tiên các bạn sẽ đến với cái phần đầu xe, và đây là phiên bản Aslit. Phiên bản này ở đời cũ cũng đã có mặt tại trường Việt Nam và được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy phần đầu xe có cái lưới tản nhiệt thiết kế hoàn toàn mới các bạn này. Đó, lưới tản nhiệt thiết kế hoàn toàn mới với các chi tiết nhựa màu đen kết hợp với màu trùng với cái màu ngoại thất các bạn nhé. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ này là màu đen này, còn những cái chi tiết này sẽ là trùng màu với ngoại thất. Có logo Mitsubishi tại vị trí chính giữa và có thêm một cái dòng chữ Mitsubishi dập ở trên này các bạn này. Đó, đây là sự khác biệt của đời 2024 so với các phiên bản khác. Phần cản trước cũng đã được làm mới, trông hầm hố hơn và được ốp nhựa màu xám anh em nhé. Có cảm biến ở phía trước và phiên bản Aslit này cũng sẽ có camera trước trong hệ thống camera 360 độ. Phần đầu của Mitsubishi Triton mới các bạn thấy là nó vuông vức như đời cũ, tuy nhiên nó được làm tinh tế hơn rồi. Đèn pha sẽ được đặt thấp ở vị trí này và đèn định vị sẽ được đặt cao ở trên này. Nó sẽ tạo nên một cái kiểu phong cách mắt hí. Đây là cái kiểu thiết kế mà đã được và đang được áp dụng trên nhiều mẫu xe trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đó là phần đầu của Mitsubishi Triton phiên bản Aslit đời 2024. Bây giờ chúng ta sẽ ra phần ngang. Tuyên phần ngang, chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng chiếc màu cam ở bên này các bạn nhé. Đây là phần ngang của một chiếc Mitsubishi Triton đời 2024. Wow, màu cam này phải nói là cực kỳ nổi bật luôn. Mình thấy cái màu cam này ấy, nó còn đẹp hơn cả màu của Ford Ranger Wildtrak anh em ạ. Màu cam kết hợp với màu đen tương phản tại vòm bánh trước này, vòm bánh sau này, phần thùng ở phía trên này, tay nắm cửa này và gương chiếu hậu. Đây cũng là phiên bản Aslit, một phiên bản cao cấp của Mitsubishi Triton All-New 2024. Có bậc lên xuống gắn cố định hai bên. Chiếc này thì có chiều dài tổng thể là hơn 5,3m các bạn nhé. Cả thùng là hơn 5,3m. Mâm xe là 18 inch, dùng lốp Bridgestone. Mâm này được sơn màu đen. Như chiếc bên cạnh kia thì nó sẽ là full đen, còn chiếc này thì nó sẽ tương phản với cái màu cam tổng thể của chiếc Mitsubishi Triton. Các bạn thấy này, Triton cả trước cả sau đều được làm vuông vức và trông nó cực kỳ khỏe khoắn, chuẩn với một mẫu xe bán tải. Và có lẽ là tiếp theo chúng ta sẽ ra phần đuôi để xem Mitsubishi Triton 2024 nó khác biệt như nào các bạn nhé. Đuôi của một chiếc Mitsubishi Triton phiên bản Aslit, phiên bản có lẽ là cao cấp và đẹp nhất của Mitsubishi Triton. Phiên bản này thì dùng động cơ máy dầu. Đây là clean diesel Aslit các bạn này. Logo Mitsubishi ở chính giữa này. Camera lùi nó xuất hiện tại góc bên này. Và đây là logo Triton. Chúng ta cũng sẽ có một cái G ở đây, quen thuộc của những cái mẫu xe bán tải rồi. Và cảm biến nó sẽ xuất hiện ở đây và ở đây anh em nhé. Cái cụm đèn hậu này nó cũng được thiết kế mới hoàn toàn so với đời cũ rồi. Sử dụng công nghệ LED thiết kế 3D tạo điểm nhấn. Và nó cũng là một cái điểm nhận diện mới dành cho những chiếc Mitsubishi Triton khi nó di chuyển trên đường. Mình sẽ mở cái nắp thùng này ra cho các bạn xem. Nó có ti trợ lực này các bạn này, giúp cho việc mở xuống nhẹ nhàng hơn, hoặc là nâng lên nó cũng rất là nhẹ nhàng. Đây các bạn nhìn này, nâng lên như này xong mình thả ra nó sẽ từ từ hạ xuống. Còn đây chính là toàn bộ cái phần thùng của Mitsubishi Triton 2024. Bên trong thì không có được trang bị thêm cái gì. Có logo Mitsubishi dập nổi ở bên trong kia. Đó. Đóng lại thì các bạn cũng đóng rất là nhẹ nhàng thôi. Mình là một người nhỏ, mình có thể đóng lên một cách nhẹ nhàng. Chiếc này thì không có nắp thùng, không được bổ sung cái gì. Bên cạnh chúng ta sẽ có một chiếc màu cam. Các bạn sẽ thấy là cái thùng và cái màu xe nó đẹp hơn này. Đây, màu cam của Mitsubishi Triton 2024 mình đánh giá là khá là ấn tượng các bạn ạ. Cái màu cam này rất là nổi bật luôn. Cũng là máy dầu các bạn nhé. Diesel, mình nhớ không nhầm là máy 2.4 lít. Kích thước rất là to và vuông vức cả đầu cả đuôi. Nó tạo nên một cái ngoại hình ấn tượng cho Mitsubishi Triton All-New 2024. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá cái phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đắt nhất và trang bị xịn sò nhất, xem nó được trang bị những cái gì anh em nhé. Mở cửa hàng 2, chúng ta sẽ bắt đầu vào khám phá hàng ghế thứ hai của một chiếc Mitsubishi Triton phiên bản Aslit đời 2024 All-New. Wow, wow, wow. Thiết kế và trang bị như một chiếc xe sang luôn anh em ạ. Đây là ghế thứ hai được bọc da màu cam trùng với cái tông màu của ngoại thất. Và chính giữa thì được bọc da lộn anh em ạ. Nỉ thì chính xác hơn, được bọc nỉ và khá là êm. Ngồi êm cực kỳ. Hai vị trí chính giữa này nó sẽ được bọc vải màu đen kết hợp với chỉ không màu cam. Còn xung quanh là được bọc da màu cam anh em nhé. Khoảng giữa chân thì quá là rộng rồi. Mẫu xe bán tải thì khoang sau hay khoang trước đều ngồi rất là ok. Chúng ta cũng sẽ có bệ tì tay ở đây.
Đó, tích hợp Wi-Fi để cốc. Tuy nhiên cái bệ tì tay này mình cực kỳ ghét là nó không có một cái dây để mình kéo ra cho nó dễ. Các bạn cứ phải đút cái bàn tay các bạn vào trong đây, móc nó ra như thế này các bạn ạ, cực kỳ khó chịu luôn. Phía sau thì không có cửa gió điều hòa phía dưới. Mà trên này à các bạn, không phải cửa gió điều hòa nó xuất hiện ở đâu? Không có cửa gió điều hòa cho khoang sau. Chúng ta chỉ có những cái, không biết là cái này là cái gì, tôi cũng chịu luôn anh em ạ, không biết nó là cái gì luôn. Anh em biết là cái gì giới thiệu hộ tôi cái. Đây chúng ta có đèn gì đây? Cái này là đèn trợ sáng để anh em quay trong xe cho nó sáng hơn này. Tuy nhiên cái này đang tắt rồi. À đây, đây anh em này, cái ánh sáng trong đèn. Đây là một cái rất hay ở những cái triển lãm ở Thái Lan này, nước ngoài, đó là họ luôn trang bị những cái đèn ở trong nội thất như thế này để mình quay cho nó sáng hơn đấy, mình nhìn cho nó sáng hơn anh em ạ. Có cổng sạc dạng USB và cổng sạc dạng Type-C, cổng sạc dạng tẩu thuốc ở phía dưới này anh em nhá. Cái trục dẫn động nó làm hơi nhô lên, tuy nhiên nó hơi nhỏ, thế nên là người ngồi giữa cũng sẽ ngồi thoải mái hơn. Hàng ghế thứ hai ok anh em ạ. Mình đánh giá hàng ghế thứ hai được khoảng 7 trên 10 điểm, thêm cửa gió điều hòa dưới này hoặc là hai bên nữa thì sẽ được khoảng 9 điểm các bạn nhé. Ok đó các bạn, bây giờ chúng ta sẽ lên khoang cabin xem All New Triton 2024 được thay đổi những gì. Và mở cửa, chúng ta sẽ vào khoang cabin của một chiếc Mitsubishi Triton 2024. Cửa đóng chắc nịch luôn anh em ạ. Wow, cái điểm ấn tượng đầu tiên của mình vẫn là phải wow lên với ghế ngồi của Mitsubishi. Phiên bản Aslit này thiết kế quá đẹp luôn. Bọc nỉ ở chính giữa chỉ khâu màu cam, hai bên thì được bọc da. Và các bạn sẽ thấy là thiết kế cũng thể thao. Phần giữa được làm lõm xuống này, hai bên được làm nhô lên này, cái tựa đầu màu cam được bọc da, chuyên hơi cứng này, cái này hơi cứng các bạn nhé, mềm một chút nữa ngồi thoải mái hơn. Chiếc này thì không có cửa sổ trời. Còn đây chính là khoang cabin của chiếc Mitsubishi Triton bản Aslit 2024. Một chiếc màn hình đặt nổi đây, kích thước chắc khoảng 10 inch anh em ạ, kích thước khoảng 10 inch. Tuy nhiên do là trong triển lãm thế nên là hãng sẽ không để chìa khóa ở đây để các bạn có thể bật hệ thống điện này lên đâu. Đó, ấn điện ở đây thì nó sẽ không ra cái gì cả, không báo cái gì cả. Nó cần chìa khóa anh em ạ. Đó, nó cần chìa khóa cơ, chúng ta sẽ không khởi động được cái màn hình này lên. Thế nên là không biết là màn hình này có cái gì. Có kích hoạt camera 360 này, map để menu audio này, next bài này. Và chúng ta có nút volume ở đây này. Bên này là turn chrome và push sound này. Đó. Màn hình này thiết kế đẹp, đặt nổi như trên những mẫu xe sang và giống trên những cái mẫu xe của Mitsubishi đời mới đấy anh em, như Outlander ở nước ngoài chẳng hạn. Chúng ta cũng có cửa gió điều hòa ở đây này và hệ thống điều hòa tự động các bạn sẽ điều chỉnh ở dưới này. Nút khởi động nó đặt thấp tít ở dưới này cơ. Cổng sạc Type-C thì cổng sạc USB và cũng có thể kết nối được với điện thoại thông minh. Giờ chiếc này có kết nối Apple CarPlay và Android Auto cắm dây các bạn nhé. Cổng sạc dạng là tẩu thuốc nữa này. Đó, lấy gió trong, lấy gió ngoài để tăng giảm lượng gió này, mốt này, sinh AC này, on off này. Và phía dưới này chúng ta sẽ có cần số PRND và cũng có cộng trừ, không có lấy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Đây là một cái chi tiết khá là đáng tiếc trên những chiếc Mitsubishi Triton phiên bản Aslit. Nếu như có cái lấy chuyển số nữa thì đẹp hơn. Vô lăng thì được bọc da anh em nhé. Có set cruise control ở trên này này. Có cũng có giới set khoảng cách với xe phía trước, có nghĩa là có adaptive cruise control này anh em. Bên này chúng ta cũng có tăng giảm volume này, next bài này, điều chỉnh cái màn hình phía sau vô lăng này. Phía sau vô lăng là hai cái đồng hồ analog và một chiếc màn hình điện tử. Và một cái chi tiết rất quan trọng với những cái mẫu xe bán tải, đó là cái núm, đây là cái núm gài cầu điện tử có 2H, 4H, 4HLC và 4LLC các bạn nhé. Cái núm này các bạn có thể xoay này. Đó, các bạn có thể xoay, tuy nhiên phải bật hệ thống điện và có chìa khóa đây các bạn mới xoay được. Ở đây cũng có hỗ trợ xuống dốc này và nút drive mode này, hai khay để cốc này. Chiếc này thì vẫn là phanh tay cơ, các bạn sẽ kéo và hạ xuống hoặc là nó kéo lên, đang chọn trong đây thì thôi. Ồ, có đế sạc điện thoại không dây anh em ạ, có đế sạc điện thoại không dây ở trong này luôn nhá. Bệ tì tay thì được bọc ra, có khay để đồ ở dưới, nhưng nó hơi thụt ra phía sau một chút. Đó là toàn bộ không gian khoang cabin. Vô lăng này thì là chỉnh cơ, các bạn có thể chỉnh đây, lên hoặc xuống này. Kéo ra này, thu vào này, lên xuống này, lạch cạch này. Các bạn chỉnh xong thì chốt nó vào đây. Thành cửa thì chiếc này, ghế ngồi chỉnh điện. Không nhớ vị trí nhưng mà chỉnh điện. Thành cửa thì được bọc ra, có vị trí nắm để bước lên hoặc là kéo xuống. Chân xe thì bọc vải nỉ. Đó là toàn bộ không gian khoang cabin của một chiếc Mitsubishi Triton đời 2024. Mình nghĩ phiên bản này mà về Việt Nam nó sẽ là hot đấy các bạn ạ. Cạnh tranh sòng phẳng được với Forerunner nếu như mà định giá hợp lý. Thì đây là một chiếc xe Nhật, thiết kế đẹp, trang bị đẹp. Tại sao lại không bán được lại một chiếc xe Mỹ anh em? Quá đẹp như thế này rồi. Còn vấn đề còn lại có lẽ là chỉ là Mitsubishi Việt Nam có biết cách làm hay không thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.